Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay lại với kênh YouTube của mình là Trường Lai. Hôm nay mình sẽ lại tiếp tục đi trốn cô giáo. Bữa cô giáo đuổi học mình nên giờ mình phải trốn cô giáo một lần nữa. Mình chỉ xong thẳng với nhà cô giáo. Mình không hiểu sao cô giáo ở một mình mà xoay nhà to thế này để làm gì. Chị chùa đấy. There's a competition going on. Well, of course I'm going to win. Okay. Đầu tiên giờ mình phải phá cái quả trứng không cần có chứa mặt của giáo. Bây giờ mình sẽ cho cái cho tất cả các bạn xem đó, thế này của giáo cho mình chờ tưới, mình sẽ sơn mà xanh lên. Còn mấy cái này thì mình đặt cái đề lên mình. Ui. What are you doing in my house? Sao mà dính cái gì vậy ta? Không sao. Giá lên rồi. À, giá lên lầu. Tôi đi nhanh cho mẹ một cái. Phép cũng có một hộp sơn nữa các bạn. Cái một tím. Bánh này. Đấy, tôi giáo. Đang trình quả trống ra. Ui, cái thằng đạo bờ cam đây là mình nè. Cô giáo đang giới thiệu ở trong này chính là cô giáo. Ui Sân lì hết rồi. Các bạn thấy mình nhảy được không? Bây giờ mình sẽ trôn cả hai luôn. Mình sẽ trôn cô giáo và ông hàng xóm luôn. Cô giáo đang nhìn tới cô giáo và ông hàng xóm ngồi chung một cái với lại cái này gọi là gì? Quả trái tim rồi. Thiệt là nặng quá đi mà. Thôi mà thôi kệ đi, bây giờ mình sẽ phá cái đó. Mình sẽ cho xuống rồng. Nhìn mình đó để cho mong cô giáo dính tay gài luôn. Sẽ đi phá cái đó để cho tình cảm của anh hàng xóm và cô giáo sẽ gắn liền thêm đó mà. Ừ, cô giáo tới lúc trước nha, đảm bảo cô giáo đi tập khu vực. Ôi. Mùa bánh sinh nhật này xem. Đậu xanh. Cô giáo làm gì mà khóa cửa vậy ta? Sợ em trộm sao vậy? Cô giáo đi tới cửa rồi kìa. Em đây cô ơi. Kìa. Ui. Cô giáo tới cửa. Mấy cô giáo đồ thiết luôn. Các bạn ơi. Kìa. Cô cho mình nè. Mấy cô giáo đồ thiết luôn. Thấy. Thấy không? Tớm.
Ôi, mình tính đi một cái nữa mà cô giáo dẫn hàng xóm qua lúc nào mình không biết luôn. Biết là ôi, cô giáo không biết câu vậy. Ôi dạ, ông hàng xóm lên rồi luôn. Ôi dạ. Rồi kể từ đó cô giáo không bao giờ chơi ra hàng xóm nữa. Ôi, mặt gai đâm đòi mày cô giáo đó. Một cái kẻ đẹp ai biểu đuổi học mình cười. Chỉ là tiếp tục đi vào nhà cô giáo phá. Oh, how lucky Francis is to have me. I can't wait to show him the surprise I got him. And by me, I obviously mean those bright students of mine who paid for this expensive bottle of champagne. Ui, cô giáo cười tổm quá nè các bạn. Để thôi. Bố có bắt chụp em. Ôi dạ, cô giáo đi thật sự biết chờ. Cô giáo lên cầu thang rồi, quỷ. Không sợ. Bây giờ mình sẽ nhét băng tốt vào để tí nữa cô giáo khui khui cái này nước bọt sẽ dâng đầy mẹ con hàng xóm. Mình tự sửa nó trên đầu hàng xóm. À, có một cái giác lát ở trong game này mình có thể đứng trên hồ bơi được không nhỉ các anh em. Mình chỉ cho ra trên mẹt lên mẹt lên đó. Bố có bắt được em. Dạ các bạn, cô giáo không bắt mình được luôn. Cô mình thấy cô giáo nhập chiếc này như thế. Bye bye nha cô. Cần đi trước đây. Cô giáo vô thì mình nghĩ ra là thật. Cô giáo không ra đây thì thôi. Em biết tên con hay sao có biết được em được. Mình này mình thấy mình không nhỏ. Cô giáo đi mất rồi. Cô ơi, em xin lỗi cô. Ôi, bố cô bắt được em. Cô giáo thấm được thì mình bỏ đi chạy. Đi cho rồi. Mình chạy cái đó rồi mình sẽ cô bắt được mình. Nhưng mà cô có giới vậy ta. Ui, giờ phải chạy không chờ. Ủa, cô dám vòng với em. Cô dám chạy giống với một tình đó các bạn ơi. Đánh quá. Ôi giời, bắt cái chuột mặt trăng à. Bây giờ mình sẽ đeo là mái tôn nhà cô giáo luôn.
Đúng rồi này. Để hắn ra. Vô đây. Vô đây thì không có xuống được nè. Bây giờ mình sẽ không cho cô giáo nữa, mình chờ cho cô giáo ra xem tôi chết tiệt. Để cho ông hàng xóm ăn chế đó mà. Cô giáo giờ thì mới đi tới cửa nhà bếp thôi. Mình lấu cái ba lô này hả? Nhìn mẹ ông hàng xóm ngu quá các bạn. Nước ghen lên được luôn. Video của mình đến đó thì mình cũng xin hết. Nếu các bạn thấy video này của mình này thì cho mình một like và đừng quên nhấn cái việc đăng ký kênh và đừng báo để nhận những video mới nhất của mình nha. Cảm ơn các bạn.